cùng vươn cao hơn. Ta xây một giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời. Tự hào Bắc Ninh ơi, các vị khách quý, kính thưa các cầu thủ, tổ trọng tài và tất cả các khán giả ngày hôm nay đang có mặt trên sân bóng của khu phố Đồng Hương. Và sau những ngày tháng ấp ủ của những con người tâm huyết của bóng đá Đồng Hương, cùng với sự đồng hành của bà con nhân dân trong khu phố, thì ngày hôm nay, ngày 27 tháng 9, điều mà chúng ta chờ đợi đã diễn ra trong ngày khai mạc giải bóng đá Đồng Hương Open năm 2024, lần đầu tiên được tổ chức với sự có mặt và tranh tài đến từ 12 đại diện, 12 bản sắc, mang trong mình những mục tiêu và những lối chơi khác nhau. Với một tinh thần thể thao nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết và kết nối những con người tâm huyết thực sự cho môn thể thao vua, mang đến các trận cầu hay nhất cống hiến dành cho các khán giả, với một tiêu chí chơi để tận hưởng, chơi đam mê và chơi về kết nối cho tinh thần môn thể thao vua. Và lời đầu tiên, bình luận viên Thanh Nino thay mặt đơn vị Ban Truyền thông Bắc Ninh Mò Mẫn Football xin được gửi lời chào tới ban lãnh đạo, các vị khách quý, những vị khách mời, ban trọng tài, đại diện các cầu thủ đến từ 12 đội bóng, các khán giả đang có mặt trên sân bóng Đồng Hương hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và xin thành cảm ơn. Và để khai màn cho buổi lễ long trọng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên, tiết mục Zumba nhí của khu phố Đồng Hương. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các cháu của khu phố Đồng Hương. Và xin mời.
Và các cháu bé đang rất tự tin chuẩn bị tiết mục kỹ nướng để dành tặng cho tất cả các khán giả các đội bóng, các vị khách mời ngày hôm nay đang có mặt trên sân bóng của Đồng Hương. Và rất nhiều các khán giả đang theo dõi trực tiếp qua trang fanpage của Bắc Ninh Moment Football. Chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục rất sôi động. Yeah.
Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tiết mục số 3 sôi động của các mặt ứng đường này. Cần bình yên sau cơn mưa rông, cần nắng mưa xua tan đêm đông. Ta cần nắng cho con tim ta thêm yêu đậm. Tìm về là không gian bao la, lắng nghe tiếng lòng bên trong ta. Đang say cùng mùa hè đông ta đừng để trôi. Một nơi mà cứ ngỡ đâu là cứ ngỡ đâu lòng ngỡ. Để bao khát khao trong tim xóa tan đi ưu phiền. Những bụi kề bên gió đêm còn tên nước mưa dần để hòa trong tiếng nhạc rộn ràng để say trong tình yêu. Có sức bao cát phủ sa. Và thay mặt ban tổ chức, tôi trân trọng kính mời đại diện của ban tổ chức sẽ lên trao cho các cháu. Và các cháu quay lại để nhận hoa. Đó, hoa tươi thắm dành cho các cháu thiếu nhi. Và xin mời anh Hải, đại diện cho ban tổ chức của bóng đá Đông Hương. Và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tiết mục rất sôi động của các cháu tiết mục thứ ba của khu phố Đông Hương. Vâng, để tiếp nối chương trình trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai tiết mục sôi động nữa thuộc về câu lạc bộ Zumba khu phố Đông Hương. Xin được trân trọng kính mời. Xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời, một niềm tin. Dài.
tỏa sáng cho quê hương. Muôn vạn con tim cùng hoa ca, bài ca chiến thắng. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, sóng ngang giữa bầu trời. Một niềm tin rạng ngời, tự hào Bắc Ninh ơi, tự hào Bắc Ninh ơi. Thiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngần. Hey, yeah. Thiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngần. Hey, yeah. Thiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngần. Chúng ta say một giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời, một niềm tin rạng ngời, tự hào Bắc Ninh. Và chúng ta sẽ vẫn còn một tiết mục nữa. Và thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Bắc, đại diện cho trưởng khu phố, sẽ lên trao đóa hoa tươi thắm dành cho các nữ công Zumba. Và xin mời các nữ công Zumba chúng ta quay lại để nhận đóa hoa tươi thắm của ông Ngô Văn Bắc, trưởng khu phố Đồng Hương. Và xin mời toàn bộ đội hình ạ. Cùng rất sôi động đến từ câu lạc bộ Zumba của khu phố Đồng Hương. Và sau đây chúng ta sẽ đến với một nghi thức thiêng liêng và không thể thiếu trong buổi lễ khai mạc, đó là nghi thức chào cờ. Tôi xin được trân trọng kính mời ban lãnh đạo, các vị khách quý, các đội bóng, tổ trọng tài và các khán giả đang có mặt trên sân bóng của Đồng Hương ngày nay, chúng ta cùng chuẩn bị đứng dậy để làm lễ chào cờ. Và xin mời đội nghi lễ chúng ta cùng di chuyển. Cờ Việt Nam nhá. Anh ơi, bên này đứng dịch vào một tí đi.
Thắng ơi, lùi về tí đi em. Lùi về một chút. Nghiêm trong cờ trâu. Tham dự trong buổi lễ khai mạc tại giải bóng đá Đồng Hương Open năm 2024. Tôi xin được trân trọng kính mời có sự hiện diện của ông Ngô Ắc, trưởng khu phố Đồng Hương. Và có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Phương, trưởng ban công tác mặt trận khu phố Đồng Hương. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Anh Hùng, giám đốc truyền thông Bắc Ninh Moment Football. Tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Hữu, chủ shop thể thao H-Sport đồng hành cùng giải đấu. Ngoài ra với sự có mặt của 12 đội bóng chủ nhà Đồng Hương, Vẫn Xá, FC Sắt, Hương Mạc, Tiến Bảo, Thôn Tiền, Đồng Phúc, Kim Bảng, Mai Động, Phú Khê Đông, Đồng Kỵ cùng với ban trọng tài và toàn bộ các khán giả đang có mặt trên sân bóng Đồng Hương ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, tôi được xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Bắc, trưởng khu phố Đồng Hương sẽ có những lời phát biểu khai mạc dành cho giải đấu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức, kính thưa tổ trọng tài, các tập thể cá nhân đã tài trợ cho giải đấu, kính thưa các cầu thủ, các đội bóng tham gia giải đấu và các cổ động viên thân mến. Hôm nay khu phố Đồng Hương long trọng tổ chức giải bóng đá mở rộng khu phố Đồng Hương lần thứ nhất năm 2024. Lời đầu tiên cho tôi thay mặt ban lãnh đạo khu phố, ban tổ chức gửi tới các vị đại biểu, ban tổ chức, tổ trọng tài, các nhà hảo tâm tài trợ cho giải đấu, các cổ động viên cùng toàn thể các vận động viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Như chúng ta đã biết, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong những ngày lao động vất vả. Bóng đá đã được mệnh danh là môn thể thao vua vì sự phổ biến hấp dẫn cùng với nhiều giá trị tốt đẹp, nhân văn mà nó đem lại đến cho thế giới loài người. Chính vì thế, người hâm mộ lại càng say mê và yêu thích môn bóng đá thể thao này. Với nghi nhận văn đó, tôi xin đề nghị các cầu thủ tham gia giải đấu phải phát huy tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Tổ trọng tài hãy làm việc một cách công minh, chính trực, không thiên vị. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc bóng đá mở rộng khu phố Đồng Hương lần thứ nhất năm 2024. Một lần nữa, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, ban tổ chức, tổ trọng tài, các nhà tài trợ và các cổ động viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Tôi xin trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn ông Ngô Văn Bắc.
trường khu phố của Đồng Hương đã có những lời phát biểu khai mạc giải đấu và những lời chúc dành cho giải đấu của chúng ta thành công tốt đẹp. Và tiếp theo, tôi trân trọng kính mời một đại diện của đội bóng Đồng Hương, đó là cầu thủ Hữu Lưu, sẽ có những lời tuyên thệ trước giải đấu. Xin mời anh Hữu Lưu. Tôi, Hữu Lưu, đại diện cho ban tổ chức bóng đá Đồng Hương và 12 đội xin tuyên thệ. 1. Chấp hành nội quy của giải đấu. 2. Thi đấu khách quan, trung thực, cống hiến. 3. Tôn trọng trọng tài, các quyết định của tổ trọng tài, điều hành. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Và xin cảm ơn cầu thủ Hữu Lưu đã có những lời tuyên thệ đại diện cho ban tổ chức của Đồng Hương và 12 đội bóng tham gia tranh tài trong buổi giải này. Tiếp theo, tôi trân trọng kính mời trọng tài Hồng Phúc sẽ lên tuyên thệ trước giải đấu. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các cổ động viên và các vận động viên thân mến, tôi, Nguyễn Hồng Phúc, xin thay mặt cho tổ trọng tài điều hành giải bóng đá khu phố Đồng Hương lần thứ nhất năm 2024 xin tuyên thệ. 1. Tuyệt đối chấp hành điều lệ giải. 2. Điều hành các trận đấu một cách công bằng, khách quan, đúng luật, góp phần vào sự thành công chung của giải đấu. Xin hứa. Và xin chân thành cảm ơn trọng tài Hồng Phúc. Và tiếp theo chương trình, tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bắc, trưởng khu phố Đồng Hương, bà Nguyễn Thị Phương, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, sẽ lên chào cờ lưu niệm dành cho 11 đội bóng tham dự về tranh tài cùng với đội bóng chủ nhà Đồng Hương. Và trân trọng kính mời ông Ngô Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Hương sẽ lên trao cờ lưu niệm. Và xin mời đại diện đội trưởng bên phía 11 đội bóng sẽ lên để nhận những chiếc cờ lưu niệm. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời, một niềm tin rạng ngời. Tự hào Bắc Ninh ơi, tự hào Bắc Ninh ơi, hiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngần. Hiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngần. Hiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngần. Và sau khi nhận cờ lưu niệm này, ông ban tổ chức trân trọng kính mời 11 đại diện, 12 đại diện của các đội bóng, chúng ta hãy cùng di chuyển lên khu vực trước biển để chụp những bức ảnh lưu niệm cùng với ông Ngô Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Hương. Và xin chân thành cảm ơn ông Ngô Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Hương. Và tiếp theo chương trình, tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Anh Hùng, đại diện cho đơn vị truyền thông Bắc Ninh 114, sẽ lên trao những phần quà dành cho ban tổ chức của bóng đá Đồng Hương. Và xin mời đại diện của câu lạc bộ bóng đá Đồng Hương sẽ lên nhận phần quà từ tài trợ đến từ ông Nguyễn Anh Hùng, giám đốc đơn vị truyền thông Bắc Ninh Mobile Football. Phút bồn. Cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị. Đừng ai khó khăn, vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn. Và xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Anh Hùng. Và tiếp theo, tôi xin được trân trọng kính mời anh Hữu Viện, đại diện cho hội cổ động viên của Đồng Hương, sẽ lên chào phần quà và đá bóng thơm thắm dành cho câu lạc bộ bóng đá khu phố Đồng Hương. Và sự hiện diện của cầu thủ Nguyễn Thưởng sẽ lên nhận phần quà của hội cổ động viên. Và toàn bộ các cầu thủ của Đồng Hương đang di chuyển vào và sau đó sẽ chụp những bức ảnh lưu niệm.
Và tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của ban lãnh đạo khu phố Đông Hương sẽ có đóa hoa tươi thắm để chúc mừng, dành tặng dành cho câu lạc bộ bóng đá Đông Hương. Trân trọng kính mời ông Ngô Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Hương và các cầu thủ bên phía đội bóng Đông Hương sẽ lên nhận đóa hoa tươi thắm để chúc mừng cho giải đấu chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Và lời sau cùng trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, thay mặt cho đơn vị truyền thông Bắc Ninh Moment Football xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo, các vị khách quý, 12 đội bóng, các khán giả, ban trọng tài đã có mặt trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Chúc các đội bóng sẽ có một mùa giải thành công, tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng đến trận thi đấu trong ngày khai mạc. Cuộc đối đầu giữa đội bóng chủ nhà Đồng Hương tiếp đón đội bóng FC Mẫn Xá. Xin mời các đội bóng vào sân để chúng ta chuẩn bị khởi động.